Hai ngày vừa rồi chúng ta đã rất sục sôi về các thông tin về WWDC 24, về iOS mới, về macOS mới hay là rất nhiều các cập nhật ở trên các thiết bị của Apple. Vậy thì những tính năng ở trên các bản cập nhật đó có xịn, có hay như lời đồn thì mình đã chuột mạch trong 24 giờ qua với hai thiết bị iPhone và MacBook để có thể thấy cho các bạn về bản cập nhật mới macOS 15 và iOS 18 để xem nó có thật sự hay hay không. Thì hãy theo dõi hết video này để xem có những tính năng gì ok nhá. Bắt đầu ngay sau intro này. Vẫn giống như tất cả các lần trước thì các bản cập nhật mới ở trên chiếc MacBook này và chiếc iPhone này của mình, nó đều là những bản developer beta, tức là những cái bản mà mới ra cho nhà phát triển để sử dụng thử và đưa lại feedback cho Apple á. Thì những cái bản này mình dùng thì nhìn chung nó cũng không khác gì so với các bản trước. Nó vẫn sẽ có tình trạng nóng máy này. Pin thì được cái là không hao lắm nhá. Pin thì kể cả ở trên MacBook hay ở trên iPhone đều như vậy, đều rất là ok, vẫn giống như bản cập nhật chính thức thôi. Tuy nhiên hiện tượng nóng này và hiện tượng đơ lag hay là có các cái hiện tượng nó không mong muốn xảy ra thì đều có. Nên nếu như bạn nào muốn cài thì mình sẽ có một video short ở trên kênh YouTube Mac One để các bạn có thể xem. Còn thật sự thì nếu mà cài những cái bản này thì dùng cũng không ok lắm đâu, nên là cân nhắc nhá. Rồi, đầu tiên hãy nói về iOS đi. Ở trong sự kiện WWDC 24 lần này thì chúng ta đã thấy được cái phần dài gần nhất sau cái phần Apple Intelligence, đó là về iOS. Tức là ở trong iOS 18 lần này chúng ta sẽ có rất nhiều nâng cấp, rất nhiều các cái thay đổi. Và mình sẽ đề cập đến ba cái chính đầu tiên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về Home Screen, tức là phần màn hình chính, và cái phần Control Center sẽ có ba tính năng nổi bật của chúng ta, đó là thay đổi vị trí ứng dụng này, đổi màu này, và sắp xếp lại Control Center cho đúng ý, đúng với cả nhu cầu. Thì sẽ có hai cái mình thấy rất là hữu ích và có thể các bạn sẽ dùng rất nhiều ở trong bản cập nhật chính thức, đó là việc chúng ta sắp xếp lại các ứng dụng và Control Center. Về việc chúng ta sắp xếp lại ứng dụng thì mình thấy rằng nó sẽ rất lợi đối với cả những bạn nào dùng iPhone lớn, kích thước lớn như là iPhone Plus hoặc là iPhone Pro Max. Thì ở những cái ứng dụng nó ở trên cao như thế này chẳng hạn, đây, ví dụ như những cái ứng dụng ở trên những vị trí rất là cao như thế này, ở trên những chiếc iPhone màn hình lớn á, thì các bạn bây giờ có thể chuyển nó xuống bên dưới này và bấm rất là nhanh, rất là tiện, chỉ cần đưa tay vào và bấm thôi, chứ không phải với lên tận trên này nữa. Thì như thế cũng rất là ok cho các bạn khi mà sử dụng cái tính năng này. Ngoài ra nữa thì việc mà chúng ta có thể tùy chỉnh được Control Center đã là một cái gì đấy là mình rất hoài niệm về cái chiếc Samsung cũ của mình. Ngày trước ở trên chiếc Samsung này thì chúng ta cũng có thể chỉnh được rất nhiều thứ, rất nhiều icon, ứng dụng, tính năng. Nhưng mà đến bây giờ thì iPhone mới có. Và khi mà mình có thao tác thử ở trên này, di chuyển rồi thêm tính năng vào, nó cũng rất giống là giống các thiết bị Android thôi. Được cái thì nó sẽ có nhiều các cái ô cửa sổ công cụ hơn, chúng ta có thể hỗ trợ được cho công việc nó tốt hơn. Thì điều này cũng rất là hoan nghênh ở trong bản cập nhật macOS 18 này. Nhưng có một cái rất là hay mà rất nhiều người muốn lên thử iOS 18 để cập nhật và có được cái tính năng này, đó là đổi màu cho các icon ứng dụng. Thì tính năng này nó rất hay tại cái thời điểm chúng ta bắt đầu thử và bắt đầu trải nghiệm. Tuy nhiên, đến khi mà mình dùng khoảng 2-3 tiếng rồi, mình đã cảm thấy rất khó chịu với cái tính năng này và mình đã phải tắt nó đi. Bởi vì khi mà chúng ta để một cái màu cho toàn bộ các ứng dụng ở trên máy của chúng ta thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể phân biệt được ứng dụng nào với ứng dụng nào. Bình thường thì chúng ta sẽ nhìn ví dụ như là app Techcombank này chẳng hạn nhé. Đối với app Techcombank này thì chúng ta sẽ nhớ nó là có một cái hình màu đỏ với màu trắng. Rồi có app MB Bank chẳng hạn, nó có màu xanh với màu đỏ. Đó, mình nhớ là như vậy. Tuy nhiên đến khi mà mình chuyển thành như thế này thì rất là khó để có thể nhìn thấy được cái nào là ứng dụng nào. Nên là nếu mà sử dụng thì mình nghĩ là mình cũng sẽ tắt cái tính năng đi thôi. Cùng lắm thì sẽ có thể đổi sang chế độ tối để nhìn cho nó mới một chút. Nhưng mà cái chế độ tối thì nó cũng chỉ hiện tại nhá, nó chỉ áp dụng cho những cái ứng dụng mặc định thôi. Còn những ứng dụng bên ngoài thì chúng ta cũng không có gì thay đổi cả. Nên là nếu mà để xét về ba cái thay đổi ở trên phần Home Screen và Control Center thì mình thấy rằng chỉ có hai tính năng đầu tiên là ok thôi. Chứ còn cái đổi màu này thì màu mè thôi nhá, cũng không hữu ích lắm đâu. Tính năng tiếp theo mà mình muốn nói đến, đây là một tính năng bảo mật rất tốt và mình đã rất mong muốn có cái tính năng này từ lâu trên iPhone rồi. Tuy nhiên thì ngày trước chúng ta phải cài ứng dụng bên thứ ba. Còn bây giờ các bạn có thể khóa bất kỳ ứng dụng nào trong máy bằng Face ID của các bạn mà không cần cài thêm phần mềm gì cả. Và tính năng này hoạt động rất tốt nhá. Nó có thể áp dụng được cho cả Messenger này, những ứng dụng từ bên thứ ba này, hoặc là các ứng dụng mặc định của máy, tất cả đều có thể sử dụng được. Và cái việc mà phản hồi Face ID ở trên cái bản beta này thôi, nó vẫn đang rất là ok, nó không có hiện tượng giật lag hay là có vấn đề gì cả. Tính năng này mình rất là ok và hoan nghênh các bạn có thể sử dụng nhá. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với những cái thay đổi sâu hơn ở trong từng ứng dụng một. Thì ảnh cũng là một cái mà được Apple nói đến, thư viện ảnh á.
Nó có một cái sự thay đổi rất là nhiều trong cái việc mà giao diện của phần ứng dụng ảnh này. Từ việc mà chúng ta sẽ hiển thị ngay một cái thư viện ở đầu tiên, rất nhiều hình ảnh của chúng ta nhìn thì rất là quen, bởi vì là bình thường chúng ta sẽ phải là bấm vào một phần thư mục nào đó xong bắt đầu mới hiện ra cái thư viện này. Thì bây giờ nó sẽ hiện sẵn ở trên như thế này luôn. Và khi mà các bạn kéo xuống thì sẽ có thêm các cái phần bộ sưu tập, rồi có thêm các cái phần tệp khác. Thì đối với cái giao diện này thì mình nhìn trông nó sẽ khá là đẹp ở trên cái mặt nhìn của chúng ta, interface của chúng ta rất là tốt. Tuy nhiên thì để mà làm quen lại với cái này thì mình cảm thấy đang hơi khó chịu một tí. Bởi vì ngày trước khi mà nó chia ra từng thư mục nhỏ từ đầu á, thì mình tiếp cận vào các cái thư mục nó rất là dễ, tìm hình ảnh rất là dễ. Tuy nhiên khi mà bây giờ mình mở lên, nó nhảy một phát vào luôn một cái thư viện, làm cho mình cũng khá là bối rối. Và đến khi mà mình muốn vào một cái thư mục ở đó, mình lại phải kéo xuống dưới để tìm, nó rất là lâu. Nó sẽ chia theo những cái bố cục nó dọc á, một cái phần khung hình dọc nó chỉ có tầm 1-2 cái thư mục thôi, nên là rất là khó để tìm. Cái này thì tùy vào cảm nhận của mỗi người nhá. Nhưng như các bạn có thể nhìn ở trong video này thì đây, nó sẽ như thế này. Còn mình sử dụng thì mình cảm thấy rằng nó cũng chưa ok lắm. Nếu như mà nó giữ được nguyên cái ban đầu thì nó sẽ là tiện hơn cho chúng ta khi mà truy cập vào bất kỳ hình ảnh nào nhá. Có một điểm thay đổi nữa ở trong bản cập nhật iOS này, nó làm mình ấn tượng nhưng mà chưa chắc bạn đã ấn tượng, đó là iMessage. Thực ra ngày trước thì mình cũng rất là ít dùng cái ứng dụng này, bởi vì là đa phần thì mình sẽ dùng ở trên Messenger hoặc là trên Zalo. Trên Messenger thì mình sẽ dùng để nhắn tin này, trò chuyện này. Còn ở trên Zalo thì mình sẽ để lưu trữ thông tin này, rồi truyền file rồi các thứ. Đó. Thì bây giờ mình sử dụng Messenger chỉ để nhắn tin như vậy thôi, thì hoàn toàn có thể chuyển sang iMessage khi mà chúng ta đã có rất nhiều các cái công cụ này, rồi tính năng để biểu đạt cái cảm xúc của chúng ta, biểu đạt các cái ý đồ của chúng ta trong tin nhắn. Thì ở trên iMessage bây giờ đã có cái tính năng mà chúng ta có thể nhấn mạnh vào từng cái từ mà là ý chính của chúng ta ở trong đoạn văn bản đó. Ngoài ra cộng thêm các cái tính năng từ các bản cập nhật trước nữa, thành ra bây giờ iMessage đang càng ngày càng tiện, và mình thấy nó rất thân thiện ở trong phần mặt giao diện nhá. Việc sử dụng nhắn tin ở trên này, sử dụng icon, emoji, thêm ảnh, rồi rất nhiều tính năng khác nữa, nó đều rất là ok. Và bây giờ mình nghĩ là sau bản cập nhật iOS 18 này, mình sẽ thay đổi thói quen của mình một chút, sẽ sử dụng iMessage nhiều hơn, và gần như là cũng có thể là tạm dừng sử dụng Messenger được rồi. Nếu như bạn nào mà muốn trải nghiệm hoặc là đã trải nghiệm rồi thì cũng có thể comment ở phía bên dưới để xem là các bạn sử dụng iMessage như thế nào nhá. Sau 24 giờ mình sử dụng ở trên iOS 18 như thế này thì tính năng Mass Note, một tính năng mà rất nhiều các YouTuber, các reviewer hay là các TikToker có đề cập đến và trải nghiệm thử. Ban đầu thì mình xem những video của họ thì mình thấy rất là hay, khi mà chỉ cần viết ra thôi là có thể tính toán được. Nhưng đến khi mình thử thì mình cảm thấy rằng, nếu như anh em học sinh sinh viên thì sẽ biết đến ứng dụng Quanda và ứng dụng Photomat là hai ứng dụng mà chúng ta dùng rất nhiều. Thì hai ứng dụng này nó vẫn đang có một cái vị trí gì đấy nó rất quan trọng đối với cả anh em sinh viên, học sinh sinh viên á. Bởi vì Mass Note này nó không hề thông minh như là mọi người đang review. Mình có sử dụng các ứng dụng cộng trừ nhân chia, những cái là tính phân số hoặc là tính log giống như ở trên mạng review. Thì ok, nó rất là chuẩn, tính toán rất ok nhá. Nhưng mà đến khi chỉ cần sang đến tìm x thôi, ví dụ như tìm x như thế này, x cộng 3 bằng 5, x bằng mấy, không tìm được. Vâng, nên là thành ra có những cái bài toán nó phức tạp hơn một chút, hoặc là nó có nhiều bước tính hơn, thì có vẻ như là cái ứng dụng Mass Note này vẫn chưa có thể tính toán được một cách chính xác nhất, hoặc là cũng chưa có thể thực hiện được cái thao tác này ngay được. Thì ở trên cả iPhone, iPad và MacBook, khi mà chúng ta có bản cập nhật hệ điều hành mới đều sẽ có tính năng Mass Note này. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng, mình nghĩ là chỉ có tốt nhất ở trên bản iPadOS, tức là trên iPad đó. Còn nếu mà dùng cả trên MacBook này, dùng ở trên iPhone thì mình thấy nó không hề hữu ích một tí nào cả, dùng nó cũng rất là tù, nên là chỉ dùng được ở trên iPad thôi. Còn nếu như bạn nào mà muốn tính toán chuẩn thì cứ Quanda với cả Photomat mà dùng nhá. Nhưng mà không phải là chê hoàn toàn về Mass Note nhá, chúng ta vẫn có một tính năng có thể sử dụng được và nó rất thực tế, đó là việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ hay là bất kỳ đơn vị nào khác luôn, kể cả về chiều dài này, rồi khối lượng này, rồi trọng lượng, rồi các thứ, rất nhiều các loại chuyển đổi luôn. Và mình cũng có thử với cả đổi tiền tệ để xem là nó có thay đổi theo thời gian thực hay không. Thì mình đã thử với cả Việt Nam đồng, với cả Euro, với cả USD. Thì nó có chuyển đổi đúng theo cái thời gian thực luôn. Mình đã thử chuyển đổi và tra ở trên Google, nó đúng với tỷ giá đó. Thì đây cũng là một tính năng rất là quan trọng cho bạn nào làm kinh tế hay là làm bất kỳ công việc gì mà cần có cái tính chuyển đổi ở trong các cái đơn vị mà các bạn sử dụng. Thì tính năng này có lẽ sẽ là hữu ích nhất, và mình nghĩ là các bạn sẽ dùng đấy. Nếu như các bạn là một người chơi game, và đặc biệt là những game ở trên điện thoại, thì các bạn chắc chắn là sẽ để ý đến tính năng Game Mode. Game Mode cũng đã được Apple giới thiệu trong sự kiện WWDC24 vừa rồi, và mình cũng đã có dùng thử tính năng này. Thực ra là không hẳn là mình dùng thử lắm, mà khi mà mình vào chơi game thôi, nó đã tự động bật tính năng này lên luôn.
Và đúng là nó cũng giống như các thiết bị Android khác, nó tự nhận diện được đâu là game và sẽ tự bật tính năng game mode này lên. Nhưng mà khi bật tính năng này lên thì mình cảm thấy rằng nó không có tác dụng gì cả tại thời điểm này. Khi mà bật lên mình cũng đã đọc thử cái phần chú thích của ứng dụng á, chú thích của game mode, thì nó cũng sẽ đưa ra là tối ưu về việc chơi game vậy thôi, chứ cũng không có đưa ra là nó tối ưu kiểu gì cả. Và khi mà mình chơi game thì FPS nó vẫn vậy, rồi thao tác cử chỉ, rồi nóng máy các thứ nó đều như vậy hết, thậm chí nó còn nóng hơn bởi vì nó là bản beta nữa. Nên là tính năng game mode mình thấy nó cũng chưa có gì quá hữu ích lắm. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta có xem các bài review khác về cái tính năng game mode này, còn nói về tính năng giảm độ trễ thì mình cũng chưa có cơ hội thử với cả các tựa game bắn súng để xem độ trễ của nó đến đâu. Nhưng mà game mode thì nhìn chung thì mình sẽ cần đến có là chặn thông báo này, hoặc là cải thiện hiệu suất game này, thì cái điều này vẫn đang chưa có trong game mode ở trong bản cập nhật beta này. Hy vọng là khi mà ra cái bản chính thức thì chúng ta sẽ có đầy đủ các tính năng để thật sự nó là một game mode và có thể biến một chiếc iPhone chúng ta từ một chiếc điện thoại bình thường có thể thành một chiếc điện thoại gaming. Bonus một tính năng nữa, đây là một tính năng ẩn mà trong sự kiện họ không hề nói, nhưng mà ở trong cài đặt thì có. Các bạn có thể vào cài đặt, vào trợ năng và mở tính năng này lên. Đây sẽ là tính năng điều khiển điện thoại bằng mắt. Thì tính năng này ở trên các máy Samsung cũng đã có rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng không ai dùng nữa, nên thành ra cũng không ai nhớ đến tính năng này cả. Nhưng mà khi mà mình sử dụng ở trên chiếc iPhone này và đã cập nhật iOS 18 thì mình đã hiểu lý do tại sao mà bây giờ không ai dùng tính năng này nữa. Nó rất là chậm và nó không hề nhận diện được đúng với cả những cái mà mình mong muốn. Đồng ý là nó có thể theo dõi được cái chuyển động mắt của mình này, nó đưa cái con trỏ đến đúng cái vị trí của mình, nhưng tuy nhiên để mà thao tác được vào đúng cái vị trí đó thì nó rất là lâu, rất là mất thời gian, chúng ta phải nhìn một lúc thì nó mới được. Thì thành ra đây là một tính năng có thôi, có để cho chúng ta biết, để vọc vạch thôi, chứ còn thực ra thì nó cũng không có tác dụng gì mấy đâu. Nên là mình nghĩ là tính năng này đưa vào cho vui thôi nhá. Còn tổng kết lại về iOS 18 lần này thì chúng ta sẽ chia ra hai trường phái. Một là bạn là một iFan hoặc là bạn ít tìm hiểu về công nghệ thì đây đúng là một bản cập nhật quá tuyệt vời luôn. Từ mặt giao diện rồi đến các tính năng ở trên máy nó đều rất là ok và gần như nó rất đầy đủ chúng ta có thể sử dụng được một cách dễ dàng. Còn nếu bạn là một người dùng Android hoặc bạn là một người trung lập có tìm hiểu về công nghệ thì thật sự đây là một bản cập nhật nó gọi là đầy đủ hơn thôi, chứ cũng chưa phải là gọi là quá là wow hay là quá bất ngờ phải wow tôi phải chuyển từ Android sang iPhone để sử dụng, không rồi nhá. Đó là xong về iOS. Còn macOS thì sao? Ở trong sự kiện WWDC 24 thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng cái timeline của macOS nó cũng không quá dài, tức là bởi vì iPadOS và iOS đã chiếm thời lượng rất là nhiều và gần như các tính năng ở trên hai thiết bị đó cũng sẽ có ở trên MacBook như thế này, nên là chúng ta sẽ không có quá nhiều thứ để nói về macOS lần này gì cả. Chỉ có hai điểm mà mình có thể nói đến, đó là về Safari và thêm một cái tính năng nữa mà chúng ta có thể là chia đôi cửa sổ, chia ba cửa sổ. Thì cái đấy thì nó rất là ok khi mà chúng ta có thể là cầm chuột và kéo luôn để chúng ta chia cửa sổ ra. Nó khá là giống Win 11 nếu như bạn nào đã dùng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không phải dùng ứng dụng bên ngoài nữa. Tuy nhiên có một số các cái thao tác mà chúng ta cần chia nó phức tạp hơn thì vẫn sẽ cần phải có những ứng dụng ngoài để có thể làm được. Còn cơ bản thì ở trên này chúng ta chỉ chia được nó rất là basic thôi, chứ không phải là chia nó quá tách biệt được gì cả. Đối với cả Safari thì có thêm một vài tính năng để chúng ta có thể xem các cái thông tin, xem về dữ liệu trong việc mà chúng ta tra cứu. Thì tính năng này khi mà mình sử dụng mình thấy nó cũng không quá là hữu ích đâu, khi mà nó lúc hiện lúc không, và thậm chí là có những cái tính năng, có những cái bài viết đó, nó viết ở dạng là bài viết blog ở Việt Nam thì nó không hề hiện các cái thông tin nó chính xác như vậy. Nhưng mà thành ra thì về việc cập nhật của Safari lần này nó cũng không hề tốt như là cái bản macOS 14 lần trước. macOS 14 lần trước chúng ta còn chia được tệp nọ tệp kia, add to dock rồi rất nhiều tính năng khác. Nhưng mà bản lần này thì Safari nó chưa thể hiện được quá nhiều điều hữu ích cho chúng ta. Có một cái rất quan trọng ở trong sự kiện lần này và chiếm thời gian nhiều nhất, đó là về Apple Intelligence. Thì Apple Intelligence thì Apple cũng đã nói luôn rồi, sẽ được hỗ trợ trên những máy có chip A17 Pro từ chip M1 đến chip M4. Và khi mà mình sử dụng ở trên chiếc iPhone này, đó là iPhone 13, thì chắc chắn là không có Siri AI rồi, nên là mình hơi tiếc một tí. Thế là mình quay sang với chiếc MacBook Air M2 này, và khi mà nghe tên MacBook Air M2 mình đã nghĩ rằng là ồ, mình sẽ được thử Siri AI luôn để xem nó như thế nào. Nhưng mà thực tế ra thì không, trong bản developer beta này không hề có Siri AI và mình không thể sử dụng được một cái Siri nó mới, Siri thay đổi hoàn toàn gì đó, không hề dùng được ở trên này. Nên là nhìn chung khi mà sau 24 giờ sử dụng ở trên chiếc MacBook M2 này không có gì quá là thay đổi, không có gì quá là khác biệt, và thậm chí là nó còn lag hơn nhá. Khi mà mình dùng Spotify và kết nối nhạc với cả loa thì nó xảy ra hiện tượng giật lag và nó bị treo luôn ứng dụng rất là nhiều lần. Thành ra cũng mình nghĩ là sau video này mình cũng sẽ xuống lại bản
Sonoma thôi cho chiếc MacBook này nhá. Rồi, chốt lại của video này, mặc dù nói rằng là sản phẩm iPhone đã có bước giảm đi, đã giảm về số lượng, đã không còn được thu hút như ngày trước nữa, tuy nhiên về các cái bản cập nhật lần này thì iOS vẫn đang là những thứ hot nhất mà chúng ta có thể quan tâm được. Và thật sự là nó đã có rất nhiều tính năng thay đổi cho người dùng và đã có những cái cải tiến nó tiện lợi hơn cho chúng ta. Thì ở đây, mình nghĩ là nếu như bạn nào mà đã háo hức quá rồi thì có thể là chuẩn bị xem cái video mình hướng dẫn cách để chúng ta có thể lên iOS 18 beta để thử nhá. Còn nếu như bạn nào đã thử rồi, các bạn có những trải nghiệm gì thì cũng có thể comment ở phía bên dưới để mình có thể xem thêm và có thể vòng vạch thêm về các tính năng mới ở trên các bản cập nhật mới này. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne để không bỏ lỡ nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.